cục bột ở chỗ này, đừng có di chuyển nó, để một chỗ là đưa cục bột vào thôi. Đó, rồi xong rồi mình làm cái gì, mình dùng cái cọ của mình đưa nó xuống, chứ mình đừng có đưa nó dài xuống nó chảy, hiểu không? Nhiều khi cái máy lạnh của mình, cái máy lạnh của mình nó lạnh quá nó chảy, còn mình để một cục nó chảy xuống từ từ. Đó, giờ mình vuốt nè, vuốt mỏng nè, vuốt cho nó mỏng, ok, vuốt cho nó mỏng nha. Đó, mình nhớ là mình đưa cục bột vô, khi bột nó đang chảy mình đừng có vuốt liền, đợi chút xíu nữa. Cho anh nhớ nha, từ từ không cần phải gấp, bột không có chảy đâu trời. Tại vì mình đang xài cái liquid này là liquid EMA nha mọi người. Nhớ là liquid EMA. Hồi sáng có cô nào nói lộn á, EMA mới là đang cho xài, còn MMA là đang cấm nha. Người ta nói lộn là MMA cho xài mà EMA cấm là tầm bậy. EMA đang xài, EMA là test ball cho xài, còn MMA là test ball đang cấm nha. Ok, giờ vuốt hai bên nhớ nè, cho đừng cho nó mỏng, mà thấy không? Tình yêu muốn tình yêu zoom ra chút cho mọi người coi nó dễ không? Đó. Nè nhớ nè, đó. Thấy chưa? Nhớ mấy cái màu này khó nha, mấy cái màu này khó làm ông rê, cho nên anh chị em cố gắng đừng có để cho nó bị phồng nè. Thấy không? Mình coi trong cái tay của mình đó, mình coi khi mình làm thấy cái móng nó bị phồng ra đó, mình phải vuốt nó vô. Rồi khi mình lấy bột ra nè, mình chỉnh đốn lại chút xíu, đó, chỉnh đốn lại cho nó đẹp. Thấy chưa? Chỉnh cái cọ của mình là nó đẹp luôn, nó đẹp lên cái móng để tí mình khỏi vuốt nhiều, thấy không? Cái móng mình làm lúc nào cũng đẹp đơn, lúc nào mình cũng phải làm cho nó vô trong cái form của mình. Thấy không? Để nằm ngang nè, anh chị em thấy để nằm ngang cái bộ cơ nó dày không? Nó dày chính giữa, là nó giống như nó tạo một cái đường khớp ở giữa đen chì, biết không? Cho móng nó chắc. Rồi bây giờ mình apply cái màu màu than 5 nè, màu này N8 lên nè. Đây, mình để thấm xuống cái miếng giấy nè. Đừng có đụng vô đây nữa nha, mà đụng vô đây là nó mất cái ông rê của mình liền, hiểu không? Rồi. Rồi mình cục thứ hai nè, đó, thứ hai nè. Cái cô này cũng muốn cái màu thêm này đậm thì mình lấy hơi nhiều một chút. Đó, vuốt nè. Vuốt nè. Đó, vuốt nè. Vuốt nè. Đó, vuốt nè cho nó đẹp. Mình chỉnh đốn lại thôi. Đừng có đụng đậy trong đây nữa hết. Khi mà nó đã đẹp rồi là mình đừng có đụng đậy nữa nha. Mình chỉ chỉnh trên cái cuticle cho nó đẹp, đừng có cho bột nó chạy ra ngoài thôi nè. Đó, đừng có cho bột nó chạy ra ngoài nè, vuốt vô nè. Thấy chưa? Đó. Nhớ không? Đó. Hello siêu hình chưa? Chào bá thông, chào bá thông, kêu chưa bá thông. Chết tôi luôn. Giết mà còn giết lộn, vậy mà nói là tôi yêu tôi lắm. Trời ơi, em nói gì là sai rồi, anh phải cho bá thông nha. Anh là Dương Quá. Dương Quá là gặp cô Long everyday. Anh là Dương Quá nha em, phải là cho bá thông. Cho bá thông ta ham chơi, còn anh là ham làm, là anh là Dương Quá. Anh thấy cô Long đẹp là anh làm mỗi ngày. Thấy chưa? Nhớ không? Thì mọi người nhìn cái móng con ghê nhìn nó đẹp, nhớ là đắp bột sát vô, cục bột ly đắp sát vô trong cái cuticle nha. Rồi giờ mình lấy cục bột. Nào, lấy cục bột đắp từ trên xuống dưới nè. Nhớ lắp mỏng nha, tí xíu mình còn làm treo nữa. Lắp mỏng nè, lắp mỏng từ trên xuống dưới nè. Để cục bột lên nè, thấy không? Cái cục bột nằm ở trong cái móng là nhớ để kiểu này. Tại cái móng nó nhỏ quá, cái móng của cô này nó nhỏ xíu xíu mà. Cái móng của cô không có móng. Cái móng của cô này không có móng. Cô cắn chùi lũi à. Cho nên mình làm nó phải cẩn thận, chứ không thôi là nó hở. Hiểu không? Cho nên mình phải cố gắng mình làm cho nó đẹp. Tí xíu nữa mình chia sẻ cho mọi người làm cái mô bồ bằng treo nha. Mô bồ bằng treo với con đẹp lắm. Mình đắp bột lên trước, nhớ vuốt vô, vuốt cái móng vô, vuốt hai bên này vô để cho nó phồng ra, thấy chưa? Lúc nào cũng vậy, mình nói lúc nào cũng vuốt hai bên này vô để cho bột nó phồng vô, vuốt vô này thấy không, vuốt vô cho nó đẹp. Cảm ơn cà chua. Cảm ơn cà chua nha. Không, em khói cà chua lắm. Chứ mà có anh mấy anh làm vô cà chớp mà chết luôn. Cà chua nó chỉ dễ thương thôi. Tối nay chắc về anh ngủ không được. Không chừng tối nay anh ghé chợ SCB để mua cà chua anh về anh cắn. Giá cho thêm miếng bột cho anh nha. Cái bột ở trên nó lợn, thấy không? Thấy nó thiếu không? Nó thiếu bột không? Đó là do lý do tại sao mình nói anh chị lắp bột không cần phải lắp cho sát. Cái cục thứ hai này là mấy cục sát và nó là bột màu.
thấy chưa, khi mình bỏ cục thứ hai lên mình vuốt lên đó là nó ra đẹp cái màu, nhớ chưa, đó là cái quan trọng mình làm đó, mình làm cái quan trọng nhất của cái cục thứ hai. Cái cục đầu tiên mình không cần phải sát ở trong đây, nhưng mà cục thứ hai nó phải sát vậy nó mới đẹp được. Thấy mình làm marble bằng cái gel thoát bao giờ chưa? À, bằng cái gel, làm bằng nước sơn gel với bằng cái gel thoát này bao giờ chưa? Tí xíu là nếu làm cho mọi người coi ha, đẹp lắm, đẹp nhất luôn. Cái chai thoát này á, không phải là anh chị em mua về bỏ thoát không đâu, anh chị em mua về còn làm đủ thứ hết, nó rất là có nhiều công dụng, cho nên anh chị em làm đủ thứ. Tí xíu mình làm ha. Giờ mình đắp bột, anh chị em thấy thì nếu đắp bột rất là kỹ, ok, cho nó đẹp, từ từ rồi mới bỏ bột lên. À, chào anh tình yêu, em đang ở Canada. Dạ chào anh chị em nào ở tất cả mọi vùng miền ha, chào tất cả mọi người ở everywhere. Nếu mà chị em yêu mến tình yêu thì ghé vào đây thăm, ghé vào đây coi cho để mình học hỏi những cái gì kinh nghiệm hơn trong cái nghề này của mình đó, để anh chị đi học kiếm thêm tiền nuôi vợ con. Quá đã luôn, vô coi mà được tiền hả, vừa được cười phủ phê sướng, đâu có tốn tiền đâu đó. Nhớ mở cục thứ hai nè, thấm xuống cho nó khô chút xíu được, bỏ tại vì nó cái móng này nó nhỏ mà mình phải cần cái cục bột nó khô cho nó chảy ra ngoài hết, tại anh chị em mà bỏ lên liền nó chảy. Ăn thì ôm quá chuẩn rồi, em nắm em mấy năm nay đều học ăn đồ. Cảm ơn Nghĩa Khánh nha. Không, nhiều khi nói em ơi, nhiều khi á, em biết không, nhiều khi có nhiều người ta nói á, rừng càng già càng cay, câu nói đó là cái câu nói của người Việt Nam thôi, còn anh thấy nhiều khi làm nhiều quá rừng càng già nó càng yếu, cho nên nó nhiều khi làm nó cũng lộn hoài chứ đâu phải là lúc nào cũng chính xác đâu. Người ta cũng nói lúc nào người già cũng hay, người già cũng giỏi không có đâu, em ơi, anh không nghĩ vậy đâu. Đất trẻ bây giờ là còn dữ dàng hơn nữa. Đất móng ở đây luôn. Đó, cục bột thì từ ha, cục sắp thì từ. Đó, mình bỏ lên. Bỏ cục bột mình giữ lại khoảng 2-3 second. Tháng 10 gặp anh nha, dạ. Tháng 10 tình yêu coi như là tình yêu xóa sổ luôn, là tình yêu không có nhận học sinh nữa rồi. Học sinh đầy luôn rồi, tháng 10 học sinh đầy luôn rồi mọi người. Mừng quá, anh em ủng hộ tinh thần. Tháng 10 tình yêu đủ học sinh rồi, nhận mới nhận thêm 2 người nữa là 23 người là không nhận nữa. Đủ rồi, không nhận nữa. Tháng 8 thì cũng đủ học sinh rồi, không có cần nhận thì tháng 10 cũng đủ luôn. Hên quá. À, nhớ cố gắng rút từ từ, rút hai bên là rút vô nè, nhớ. Ngay từ phút ban đầu là mình phải rút vô nè, ngay từ phút ban đầu là mình phải nghiêng qua nghiêng lại rút vô nè. Thấy cục bột nó chảy không, đưa nó vô, mình hát nó vô nè, đó, mình hát nó vô. Đừng để nó chảy xuống dưới là mình, nào, mình đưa nó vô, thế giờ mình nghiêng qua, mình lại đưa nó vô, đó, đưa qua, đưa lại cho cục bột nó đều. À, em mới đăng ký, ồ, có 2 người đăng ký nữa Sư Mẫu ơi, mới nhắn tin gửi đi qua Sư Mẫu, ở bên Cali. Cho nên là đủ chỗ là không có nhận nữa nha.
thứ hai lên đây là nó cái cục này nó quan trọng, nó sát trong cái cuticle thì mình kéo nó, kéo xuống cho nó đậm cái màu, cho nó đẹp cái màu, thấy chưa? Cái điều này là rất là quan trọng, tại vì sao? Hello. Hi, how you doing? Yeah. How about you? You want an appointment or what? Do we have an appointment? Yeah, we need it. You need an appointment. Okay. When? Five o'clock. Five? Yeah. Okay. 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 All right. Thank you. Rồi bây giờ mình đắp một món nữa là xong, chuẩn bị mình làm, mình vỗ xong mình làm treo ha, làm treo cho mọi người coi ha. Sorry siêu mẫu. Cảm ơn anh Văn Cường nha, 500 anh em nha, nhớ 500 anh em nha, 500 anh em yêu mến tình yêu nha, đừng có bỏ nha, đừng có đem con bỏ chợ nha. Thời buổi này sợ lắm, nhiều khi có nghe cái câu nói của bà già nói không? Cái bà già để làm chủ bà nói không ha? Tình nghĩa gì anh em gì đó. Không biết anh em có coi cái đó không ta, có coi cái clip đó không? Dạ cảm ơn, thích thôi nha, chứ đừng cưới về mất công để chân không làm được gì được hết đó. Có thích thì thích thôi nha, chứ đừng có cưới về không làm gì được hết. Rồi nhớ lấy cục bột nha, nhớ lấy cục bột, lấy cục bột rất là nhẹ nhàng, đắp cục bột nhẹ nhàng, cục bột của mình nó rất là mềm, đắp nhẹ nhàng thôi, nó ra cái móng là đẹp luôn chứ không có còn chỉnh sửa nữa. Sao cười, anh nói đúng, cười cái gì đó. Thích thôi, đừng cưới, đừng có mê quá, cưới là về là coi như là hỏng hết. Ăn giống như búp bê bị hỏng vậy đó. Rồi bây giờ mình đắp bột ôm rê nè, đã cục bột ôm rê thấm xuống, phải thấm xuống nha cho nó khô cái đã rồi mình bỏ lên nè. Đó, mình đưa ra là mình giật nhẹ, mình kéo nè, kéo cái tay mình nhẹ thiệt nhẹ đó. Thấy cục bột không, thấy cái cục bột mình kéo không, nó nhẹ nó loang từ từ ra liền. Giờ em thấy không? Chinh Huỳnh, em là Hiếu, anh biết rồi, anh biết em là Hiếu rồi. Anh lấy tên bà xã ra cứ khều hoài, biết rồi, lấy tên Trinh Huỳnh, lấy tên Trinh Huỳnh, lấy tên bà xã nha, không chơi vậy nghe không. thời buổi này mấy ông ghê lắm, mấy ông toàn lấy mấy bà ra đỡ đạn không, có chuyện gì có bị nói cũng không sao, tại vì nói bà xã lâu lắm mình đâu sợ, chơi ghê không, gớm ớn thiệt. Cho nên tôi đâu có dám lấy tên thiệt, tôi lấy cái tên của tôi là tên tình yêu, có chửi tình yêu đâu biết tình yêu là thằng nào đâu. Đâu có biết tình yêu là thằng nào, cho nên là hả, chửi xả gán thì đâu có sợ đâu, đâu phải tên của tôi, đâu phải tên cuốn cơm mà tôi sợ. Tôi lấy cái tên nickname tình yêu là bảo đảm rồi, ai có chửi tôi cũng sao, đúng không? Vì có người lấy tên nào Tony Nguyễn, Tony gì, Tony Trần, Tony nọ là lấy tên thiệt, mới chửi là nó chửi tên cuốn cơm. Còn tôi đâu phải tên cuốn cơm mà tôi sợ, chửi đi cơm, chửi sạch. Acetone nha, đừng có ngâm liquid nha mọi người, ngâm acetone, mình nói rất là rõ, cái cọ mình nó dính bột, mình phải ngâm acetone, nhớ nha, nhớ ngâm acetone nha mọi người, ngâm acetone. Mình đắp bột phải không, mình đắp bột rất là nói rất là rõ, đắp bột rất là chuẩn, mình không cần phải vũa nhiều, vũa mấy đường thôi là nó đã ra cái có phần, đừng có vũa nhiều quá, đừng có dùng sức nữa, mình không có dùng sức. Nếu mình dùng sức, có nhiều khi mình dùng sức mình hao sức tối, mình muốn làm chuyện khác không được, chẳng hạn như là nấu cơm giặt giũ cho vợ không được. Nếu mà nói chuyện thì chị đó bị bệnh chắc luôn. Trời ơi thôi em ơi, thế đâu mà em tranh nấu chia cho sư phụ làm xấu mà có nhiều người coi người ta ganh tị thôi, mình phải hiểu chứ đệ tử. Trời ơi đệ tử nấu làm chi vậy, để dành hơi cười với sư phụ đi cho nó khỏe. Thấy không, sư phụ lúc này ăn chay, sư phụ không có nóng tánh nữa. Đó. Sư phụ đâu có chửi đâu, nhờ thiên hạ chửi dùm. Tình yêu không có đăng ký được nữa rồi, anh Trinh, chị Trinh Huỳnh ơi, em đầy lớp rồi, lớp em đầy rồi, em không có nhận nữa, em mới nói em không có nhận học sinh nữa, em đủ học sinh rồi. Lớp em tháng 10 cũng đủ, tháng 8 cũng đủ rồi,
đợi cái lớp kế tiếp nữa là tình yêu sẽ lên Facebook mới biết nha. Giờ tình yêu đầy rồi, mới nhận thêm 2 người nữa là 20 mấy người rồi, không đủ rồi. Sợ rồi. Không, nấu cơm thì nói là khi nào hao sức kìa, chứ còn mà chị phụ còn sức sư phụ nấu cơm, sư phụ ăn tầm gói thôi à, đâu nấu cơm đâu. Rồi nhớ nha, nhớ vũa nhẹ nhàng nè, cái xếp của mình vũa nhẹ nhàng là tự động nó thẳng nha mọi người. Mình nói rất là rõ, anh chị em nào đừng có rời khỏi sân khấu nha. Tí xíu còn cái môn tuyệt chiêu 2 cái ngón đó. Tại sao tình yêu đắp 2 cái ngón này là hiểu rõ gì. Tí xíu nữa đó, anh chị em nhớ vô coi mấy cái món này nè, tuyệt chiêu. Coi quay cái tay lại coi nó có thẳng không, có thiếu chỗ nào. Nó cong bên đây miếng này đó, nó chỉnh lại chút xíu nữa nè. Nó cong gì bên đây nè đó, giờ mình vũa bên đây chút. Thấy chưa, rồi nó thẳng lại nè, nó thẳng lại nè, đó, nó thẳng lại, thấy chưa. Rồi, giờ mình chỉ vậy nhẹ nè. Chưa, nó nhẹ không, nó nhẹ nè. Vậy nhẹ nè đó, vậy nhẹ nè, xí. Zoom ra cho mọi người coi không? Có cần zoom ra cho mọi người coi cho nó đã không? Đó, thấy không? Thấy cái cuticle chạy không? Đã lắm chứ. Thấy không? Cuticle vừa rất là sạch. Anh chị em vô coi đi, đừng có rời sân cỏ nha. Tí xíu tình yêu làm cái món kêu rồi, đừng có hỏi tại sao nha, đừng có hỏi nha. Ồ, Sơn Vũ ơi, em mở máy lớn lên, em mở máy lớn lên, em mở máy thiệt là lớn lên Sơn Vũ, em mở máy lớn thiệt là lớn lên. Em đừng có đè cái đầu cọ, đầu vũ em để cho nó chạy nè, em để cho nó chạy tự nhiên nè, thấy không? Dạ có nha chị Hương Tạ, anh chị em nào muốn mua thì gọi cho điện thoại 832-216-7717 nha. Số điện thoại của tình yêu là 832-216-7717. Đi chiếc lớp chị em ở thời buổi Covid nữa, cho đâu mở chỉ chửi cho bá thông nghe thôi hả à? Ở đâu mở chiếc lớp làm gì có, đừng dụ tôi nha, đừng thay tôi con nít, đừng dụ tôi nha, không có đâu. Mùa này tôi đóng cửa hết rồi cưng, đừng thay tôi mới lớn lên dụ tôi nha, được đâu ạ. Tôi vậy chứ thấy gì chứ, mới lớn lên cũng còn khôn lắm chứ không phải ngu đâu ạ. Em học múa quạt đi, dẻo tay hơn đó. Ai dẻo tay vậy? Ai dẻo tay mà vũa múa quạt vậy? Nhớ cái vũa dưới luôn nha mọi người, vũa dưới nè đó, vũa dưới nè đó. Nó đè, không có đầu vũa nào mình đè hết á, đầu vũa mình đè là sai lầm, đầu vũa là mình vũa cho nó láng thôi. Đó, anh chị em nhớ không? Tình yêu vũa không bao giờ tình yêu đè hết, không có đè nha. Chị em nhớ nè, tí xíu nữa tình yêu sẽ chia sẻ cho một cái dĩa màu bồ treo đẹp lắm. Ok. Bye bye. All right. Giờ vào đi. Giờ sáng. Đầy lý đâu quá. Oh wow, I never know that before. Really. Nhớ nha mọi người, mình nói rất là rõ, anh chị em đừng có sợ, anh chị em mua cái đầu vũa nhỏ cái gì, anh chị không bao giờ bị chảy máu tay cắt. Mua cái đầu vũa nhỏ vũa trước, cái này mình chỉ làm lại cho nó láng thôi. Đó anh chị em nhớ.
mấy bạn cứ tưởng tượng quá à. Mấy bạn lấy tí canh phải tới chợ. Biết tí canh lâu nhiều không? Yeah.